Đại Lực, viện sĩ Trung Nam Sơn trong việc chẩn đoán các dịch bệnh, thì phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ là hơn 10.000 ca chẩn bệnh, thì không ngờ thầy đều là những người ăn mặn. Vậy nên ông khuyến khích mọi người hãy cùng nhau ăn chay, thì có thể tránh qua kiếp nạn đại dịch toàn cầu lần này. Thực chứng nhất là đất nước thuần chay Bhutan, nơi đây được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Họ sống hòa thuận, không cãi cọ. Tuổi thọ trung bình của dân chúng vương quốc này là 90 tuổi trở lên. Ung thư đối với đất nước này là chưa từng có. Thống kê cho tới thời điểm hiện tại, dân Bhutan không có người nhiễm virus COVID-19. Điều này chứng minh cho thấy việc ăn chay góp phần rất lớn cho hòa bình thế giới nói chung và vương quốc Bhutan nói riêng. Việc người dân Bhutan không sát sanh mang lại một bầu khí quyển trong lành, cũng như được bao bọc bởi một năng lượng và từ trường an ổn, hạnh phúc. Mọi thiên tai, dịch bệnh đều không có đủ nguyên nhân để xâm nhập vương quốc này. Bạn có thể tìm hiểu thêm đất nước Bhutan trên Google hoặc qua Facebook. Hỏi, tại sao COVID-19 và các virus khác lại không tác động đến người ăn chay trường? Đáp, vì virus là loại vi khuẩn độc thường ham thích đồ có máu, đồ tanh hôi và chúng bám vào đó để sống. Nó tung tăng trong không khí và ai ăn những thứ thịt, cá, tanh hôi ấy thì sẽ như cục nam châm thu hút virus đến. Còn với người ăn chay trường thì nó không thâm nhập. Qua kinh nghiệm từ các bác sĩ ở Vũ Hán và ở ngay châu Âu thì chưa có ca bệnh nào là người ăn chay trường, hầu như là những người ăn mặn, thịt cá, nhất là những đồ có máu tươi. Vì thế những ai ăn thịt như dê, bò, chó, lợn, cá và những động vật hoang dã thì có sức hút với COVID-19. Còn một nguyên nhân sâu xa hơn đó chính là lý nhân quả của vũ trụ. Bạn gieo nhân gì ắt gặt quả ấy, hiện thời con người bạo loạn, suy đồi đạo đức, xuống dốc trầm trọng. Điển hình là nghiệp sát và dâm. Sát nghiệp ngày nay rất là nặng, sử dụng khóa chất diệt côn trùng, chặt phá rừng săn bắt, trải lưới thuốc nổ đánh bắt cá, giết mổ động vật, trâu, bò, lợn, gà, vịt và các loại động vật hoang dã khác tràn lan, hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên, hại vật hại người. Đỉnh điểm tội ác sát là cha mẹ giết con cái, điển hình là nạo phá thai hay con cái giết cha mẹ, giết người cướp của, giết người hãm hiếp, giết người thù hận, giết người cướp nội tạng, điển hình là mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Nói về dâm thì thời nay tràn lan văn hóa sắc tình, báo chí trang website đổi trụy, nữ giới buông thả không còn biết giữ trinh tiết, ăn mặc hở hang gợi dục, nam nữ không còn giữ luân thường đạo lý. Cho nên những người ăn chay ngoài phát khởi tâm từ bi nhân ái, tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh mà còn là phúc. Vì vậy ngay thời điểm đại dịch toàn cầu này, hãy tôn trọng sự sống của muôn loài và hãy ăn chay bạn nhé. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mong mọi người hãy bình tâm nhìn nhận và quay đầu phản tỉnh trước bờ vực thẳm này.